Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình cập nhật thông tin thời sự nổi bật trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 25 tháng 1, không khí lạnh tăng cường mạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Nam Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, giật cấp 6. Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét hại, khu vực Trung Trung Bộ trời rét, phía Bắc có nơi rét đậm. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 8 đến 10 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ từ 3 đến 6 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C, khu vực Bắc Trung Bộ từ 9 đến 11 độ C, khu vực Trung Trung Bộ phía Bắc từ 12 đến 15 độ C, phía Nam từ 16 đến 19 độ C. Trên biển, khu vực ở Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, sóng biển cao 4 đến 6 mét, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động mạnh. Vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây Trường Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động mạnh. Đợt rét đậm rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể kéo dài đến khoảng ngày 28 tháng 1. Trong đợt rét đậm rét hại diện rộng này, vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. Nhiệt độ lúc 6 giờ sáng ngày 24 tháng 1 do cơ quan khí tượng cung cấp cho thấy hầu hết các tỉnh, thành ở khu vực miền Bắc đều có ngưỡng nhiệt độ dưới 10 độ C, trong đó lạnh nhất là đỉnh Mẫu Sơn, Lạng Sơn, âm 2,5 độ C. Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước như sau. Thủ đô Hà Nội, nhiều mây, không mưa, gió Đông Bắc cấp 3, trời rét hại, nhiệt độ thấp nhất từ 9 đến 11 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 12 đến 14 độ C. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ, trời rét hại, vùng núi có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết, nhiệt độ thấp nhất từ 7 đến 10 độ C. Tây Bắc có nơi từ 3 đến 6 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 11 đến 14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3, trời rét hại, vùng núi có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết, nhiệt độ thấp nhất từ 8 đến 11 độ C, vùng núi từ 3 đến 6 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 11 đến 14 độ C, vùng núi từ 8 đến 11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, phía Bắc có mưa nhỏ vài nơi, phía Nam có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa to và dông, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, phía Bắc trời rét hại, phía Nam trời rét, có nơi rét đậm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc từ 9 đến 12 độ C, phía Nam từ 13 đến 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 13 đến 16 độ C, phía Nam từ 16 đến 19 độ C. Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa to và dông. Phía Nam ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, có nơi có gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, phía Bắc trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc từ 18 đến 21 độ C, phía Nam từ 22 đến 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 21 đến 24 độ C, phía Nam từ 25 đến 28 độ C, có nơi trên 29 độ C. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ C. Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh sáng sớm không khí mát mẻ, trời ít mây, ít mưa, có nắng từ sớm và nắng nhiều từ trưa đến chiều, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ C. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên theo dõi những thông tin mới nhất trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.